có nè ha. Và hiện tại cây dừa này là khoảng 4,5 tháng tuổi thì Quỳnh thấy cây này phát triển cũng như vậy, cũng rất là ok. Tuy nhiên thì có thể là tình trạng đuông dừa và... Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Anh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Lời đầu tiên Quỳnh rất là biết ơn sự yêu thương của quý bà con dành cho Hoàng Anh cũng như đội ngũ của mình, và cũng rất là biết ơn đội ngũ siêu thị cây giống Willow Farm đã ngày đêm phụng sự quý bà con của chúng ta. Và ngày hôm nay thì như lời chia sẻ của bác hai gái thì hỏi Quỳnh là cây này bị gì. Đây, cây này không phải hỏi Quỳnh bị gì mà nói cây này bị gì. Tất nhiên là nguyên cái vườn cây nào cũng tốt hết trơn, tự nhiên có cây này không tốt đúng không anh Hùng? Và nguyên nhân đó là nguyên nhân là lý do cô chú là xịt thuốc cỏ nó bị gió nó phát qua nó bị lạm, chứ cây mình nào thật sự là nó không bệnh gì hết. Cái này là bị lạm thuốc cỏ. Biểu hiện như thế nào là anh biết là bệnh thuốc cỏ anh? Biểu hiện sao anh nghĩ bà con nhiều bà con xịt thuốc cỏ? Từ nói chung là cái chỗ nào nó trúng thuốc cỏ thì nó sẽ bị cháy, thấy không? Mà này cái này nó bị hực hơi nè, nó bị hực hơi nóng nóng lên vậy nè cô. Xịt cái quơ xương qua là những cái lá nè, trúng điểm nào là cháy cho đó. Như cái lá này nó đâu bị, khúc này nó không bị, khúc này nó bị. Như bên này nó không bị nè, như khuất qua này. Ừ. Còn mấy cây dưới lá dưới bị trần. Ừ, dưới quéo luôn. Hết. Đó. Chắc là ổng quơ chỗ này sạch khỏe luôn. Ổng quơ chỗ này kỹ quá. Kỹ quá thì sạch luôn. Thôi về lỡ đây, rồi em cắt tỉa cái cây này luôn. Cắt tỉa cây này luôn nha cô nha. Mình không làm lại từ đầu, ảnh hưởng mà phải có cái vụ mà có hậu quả rồi ông chú ông mới thấy, ông bác ông mới thấy là ông không có thực hiện nữa đúng không? Nhánh này bỏ luôn hả anh Hùng? Hay để cho nó quang hợp? Để cho quang hợp. Để cho nó quang hợp. Tại vì cái nhánh là chắc cái bỏ cái đoạn cái chốt thôi. Rồi, cũng sẽ yếm rồi nó giùm cho Hoàng Anh nha cả nhà. Để cho cái dừa nó thông thoáng hơn nè. Bác hai coi nè, trời mưa á, đặc biệt là trời mưa á, là cái nếu cái yếm này mà bác hai không có dọn vệ sinh ha, là nó sẽ rất là làm ông Hùng sẽ sao hay dữ cả, nó sẽ đập rất là ẩm ướt nha. Đó, ở trên này thì chúng ta chỉ sẽ sơ vậy cho nó thả cái không bị bó nè ha. Và hiện tại cây dừa này là khoảng 4,5 tháng tuổi thì Quỳnh thấy cây này phát triển cũng như vậy, cũng rất là ok. Tuy nhiên thì có thể là tình trạng đuông dừa và kiến vương, là hay còn gọi là bọ cánh cứng đó, nó sẽ bắt đầu tấn công vào cây rồi. Nên bà con chúng ta lưu ý là đi regen ở trên, phun xì regen ở phía trên và đi thêm sát trùng ở phía dưới nha cả nhà nha. Ở phía trên này thì bà con chúng ta sẽ gọi là lấy cái dao á, rọc giấy á, chúng ta đi một cái đường yếm như thế này để cho cái yếm nó mở rộng ra nha, để cho cái yếm nó mở rộng ra để nó không có bó cái cổ của cây dừa đỏ mã lai nữa. Còn ở phía dưới này thì chúng ta sẽ vệ sinh nó nha, chúng ta vệ sinh á đó. Rồi bên này nhiều hơn nè anh Nghi. Các bà con thấy tác hại của thuốc cỏ chưa? Tác hại của thuốc cỏ thì lúc nãy bên Hoàng Anh cũng có chia sẻ là nó sẽ, thứ nhất là nó tồn dư trong đất những cái chất cấm, thứ hai là nó tổn hại tới cái môi trường của đất, nó chết hết những cái vi sinh vật có lợi, cái thứ ba là nó sẽ làm quéo những cái đọt của cái cây mà đang phát triển, cái thứ tư là nó sẽ ảnh hưởng dài lâu tới cái nội sinh của cây, làm cho cây nó bị kiểu như là bà con, cái thuốc cỏ nó rất là nóng, nó hực lên cái là nó bị cái vấn đề liền. Nên bà con thấy cây dừa này cũng là một cái ví dụ rất là điển hình về cái tác hại của thuốc cỏ mà Quỳnh muốn thực hiện cho quý bà con chúng ta cùng xem. Rồi, đó, quay lại cái việc mà tỉa cái yếm này, cái yếm của cây dừa này, tại sao Quỳnh thực hiện cái này sớm như vậy? Là bà con biết không ạ, để cho cây dừa nó lớn thì ngoài cái việc là đi dinh dưỡng thì Quỳnh thường hay nói bà con là chúng ta nên đi dinh dưỡng hữu cơ. Dinh dưỡng hữu cơ của siêu thị cây giống Willow Farm thì có là siêu dưỡng cây, rồi humic Hoa Kỳ, trico humic. Dừa thì không đi dọn đọt, tuy nhiên dừa thì chúng ta cần phải có cộng thêm siêu giáp. Đây là cái siêu giáp mà chắc pha hơi đặc nên là còn dính lại đây nè bà con nè. Khi mà xịt siêu giáp lên trên lá và trên thân thì nó sẽ ngăn ngừa nấm, đặc biệt vào mùa mưa này thì nấm nó bị nhiều. Nên chúng ta cần phải lưu ý là cắt cái đi siêu giáp thường xuyên nha cả nhà. Và dừa đỏ mã lai cũng là một trong những cái loại mà có giá trị kinh tế rất là cao. Và con chúng ta lưu ý là khi trồng thì phải trồng đúng giống. Và hiện tại bây giờ thì thị trường dừa xuất khẩu nó đang cũng rất là rộng mở. Nên dừa đỏ mã lai bà con muốn đi thị trường xuất khẩu thì nên trồng dừa đỏ mã lai đít chu. Còn đi khi thị trường trong nước thì trồng dừa đỏ mã lai đít bầu. Đít bầu với đít chu thật sự ra trên lệch nước với nhau cũng không có bao nhiêu. Và thì mà lái hiện tại bây giờ người ta cũng rất là dễ chịu hơn rồi, không có chọn đít bầu không đâu nha bà con nha. Và cái quan trọng nữa là cái gì ạ?
là cái thằng dừa mã lai đít chu á, nó sẽ sai trái hơn mã lai đít bầu nha cày con nha, rất là sai trái hơn mã lai đít bầu, thể tích nước cũng tương đương như nhau á, nên là bà con chúng ta nếu mà có mà muốn đi hai cho thị trường tiêu thụ rộng mở thì chúng ta đi hai cửa, một cái thị trường trong nước và một cái thị trường xuất khẩu, thì bà con chúng ta nên trồng dừa đỏ mã lai đít chu nha cày con nha. Và cũng tiết lộ bà con chúng ta một cái thông tin luôn, thì chỉ có riêng cái vùng Tiền Giang là khi mà trồng cái dừa đỏ mã lai thì nó ra đít bầu nhiều thôi, chứ không phải là trồng mà trồng cái trái trái giống á, là đít bầu thì nó sẽ ra bầu, còn đít chu thì nó sẽ ra chu nha. Nên là con chúng ta lưu ý nó còn phụ thuộc vào thổ nhưỡng và cách chăm sóc của chúng ta nữa. Và nếu mà muốn cho cái trái dừa nó trái nó lớn, nó nặng ký và nó nhiều nước thì bà con chúng ta nhớ là tuyển bỏ trái bớt, tại vì dừa đỏ mã lai á là nó sẽ có số lượng trái trên buồng rất là sai. Chúng ta cần phải lưu ý. Và về cách chăm sóc thì cực kỳ đơn giản, chúng ta có thể đi phân hóa học, chúng ta có thể đi phân hữu cơ, hoặc là đi cái bộ siêu dưỡng cây hữu cơ vi sinh mà bên Hoàng Anh đang chia sẻ với con chúng ta đó. Thì cũng theo sự chia sẻ của bộ anh ở Tiền Giang nè, anh trồng dừa sim xanh. Thì anh chia sẻ từ khi mà sử dụng cái bộ siêu dinh dưỡng của siêu thị cây giống Willow Farm kết hợp phun với siêu canxi bo và siêu giáp á, thì tỷ lệ thụ phấn của trái dừa cao hơn, cũng như là dừa anh xanh và đẹp hơn rất là nhiều. Thì Quanh tin chắc rằng với cái lối ngày càng chúng ta theo cái hướng hữu cơ và chúng ta nhớ giữ cỏ cho vườn, đừng có phun thuốc cỏ, thì là những cái trái dừa của chúng ta cái chất lượng nước dừa nó sẽ rất là tốt. Và đặc biệt khi chúng ta đi phân hữu cơ thì nó sẽ bền cây hơn so với đi hóa học. Mặc dù dừa là coi như là hầu như là tháng nào mà hai cỡ 20 ngày, đối với dừa mã lai là 18 tới 20 ngày sẽ cho một lưỡi nèo, thì chúng ta sẽ có chế độ chăm sóc đặc biệt hơn cho bạn ấy vào cái thời điểm đó. Tuy nhiên chúng ta vẫn ưu tiên sử dụng phân hữu cơ giùm Hoàng Anh nhé. Đó, cảm ơn quý bà con chúng ta một lần nữa. Đây là vườn dừa đỏ mã lai và có một cái hiện trạng rất là thực tế và cần phải cảnh báo liền. Nên là Quanh phải dành thời gian ra để chia sẻ quý bà con chúng ta ngay. Rất mong là lời cảnh báo này sẽ cảnh tỉnh một số quý bà con chúng ta đang sử dụng thuốc cỏ. Một lần nữa Quanh cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye!